viên cùng kết nghĩa, luận binh phù xã tắc, mỹ cảnh dung dị biệt, thiều hoa canh nan lưu, nhất thân báo quốc chí, phi mã trận tiên tri. Ba huynh đệ chúng tôi tuy không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng xin nguyện chết cùng ngày cùng tháng cùng năm. Đại ca, đại ca. Nhi đệ, dân trường, tam đệ, dực đức. Trương Thế Bình, vậy điều kiện của ta ông đồng ý chứ hả? Tất nhiên rồi. Tấm lòng yêu nước của ba vị đây khiến tôi cảm kích vô cùng. Cho dù huynh không chịu ban đào viên, tôi đây cũng sẽ hết lòng giúp sức. Thiệt là tốt quá, lần này chúng ta có thể thỏa sức dễ dùng. Cái đào viên này từ nay là của ông. Liệt tổ liệt tông, bất hiếu tử tôn Trương Phi, cũng vì tận trung báo quốc, đành phải bán đi đào viên. Xin tổ tông hãy lượng thứ.